40 điểm và họ cũng đang có cho mình cái mốc đó là 101 điểm. Con số rõ ràng là rất ấn tượng và họ cũng sẽ có được một cái quãng thời gian để nghỉ ngơi, khi mà chúng ta cũng sẽ cùng nhau đến luôn với đó là những cái lượt trận ở phần số trận chẵn, đó là số 6. 6 thì như chúng ta cũng đã biết rồi, chúng ta sẽ có đó là những cái bản đồ thi đấu Diego cũng như là cả Miramar ở trong những cái bản đồ số chẵn. Và hiện tại thì đang là cái cơ hội dành cho các đại diện họ có thể có được điểm, đặc biệt là những đội tuyển đang bị âm. Ví dụ như kiểu là Amory Gaming với GNL âm đến tận gần 30 điểm như này thì rõ ràng cơ hội để họ để có thể cạnh tranh trước vô địch nó thực sự là quá dài. Còn đối với cả giới Spendable thì như chúng ta đã nhìn thấy đó là sau khi kết thúc trận thi đấu thứ tư, chỉ rất là trận đấu thứ 3 của mình, thì họ đã cán được cho mình cái đích đó là 100 điểm rồi. Đây là một cái thể thức mà chúng ta có thể nhìn nhanh rằng là nếu vào một đội tuyển mà họ có chắt chiu với những cái cơ hội mà được cho thì họ cũng sẽ cố gắng khai thác tối đa cái điểm số. Một trận thi đấu top 1 khoảng tầm 10 kill thôi thì nó cũng đã là 40 điểm, không hề ít một chút nào cả. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận thi đấu thứ 6 trong ngày thi đấu hôm nay. Phải nói đây là một ngày thi đấu phải gọi là đang rất thành công dành cho những đại diện đến từ khu vực Việt Nam. Hai vị trí top đầu Spendable cùng với đó CBS Esports TE đã có cho mình được hơn 100 điểm chỉ sau 3 map thi đấu, thành tích phải gọi là cực kỳ kinh khủng. Danawa, Ionic bắt đi được vị trí anh chàng Toshi rồi. Gen.G có vẻ như đang hơi trầm sau cái top, chính xác là cái top 2 đầu tiên. Chính xác là cái top 2 tại map thi đấu đầu tiên. Liên tiếp là những tình huống mà Gen.G phải dừng chân sớm. Bây giờ chỉ còn lại 36 điểm đến từ Gen.G rồi. Vậy là tính ra sau map thi đấu đầu tiên thì Gen.G vẫn chưa thể đem thêm về cho bản thân mình bất cứ một điểm nào, mà thay vào đó là những tình huống bị trừ điểm. Đúng vậy. Với thể thức mới này thì cũng sẽ có nhiều những cái ý tưởng được đưa ra để các đội tuyển có thể hướng đến một giải đấu thành công. Phải nói là cái thể thức này là một thể thức hay. Tuy nhiên thì cá nhân mình cũng khá là lo ngại về vấn đề sức khỏe của các tuyển thủ. Những cái giải thi đấu trước thì chúng ta đều biết là các tuyển thủ sẽ thi đấu 2 trận sau đó nghỉ, có thời gian nghỉ nhưng có quãng nghỉ. Đúng vậy, nhưng giải thi đấu này thì là liền tù tì luôn, cực kỳ căng. Thực ra thì liền tù tì lại đến dành cho các đại diện ở phía dưới, đúng không? Ở phía dưới. Các đại diện ở phía trên, ví dụ kiểu TE với Several Sport, những đội tuyển mà nói nhanh ra là chưa bị trừ điểm nào thì họ có một cái khoảng thời gian nghỉ, đôi khi mình nghĩ là còn dài hơn cơ. Nhưng mà tính ra thì nếu mà để cho các đại diện ở phía dưới phải thi đấu liên tục như thế thì anh thấy là cũng khá khó để có thể comeback được, bởi vì vấn đề sức khỏe cùng với đó là vấn đề tâm lý. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy ngay là GNL họ thi đấu đây là trận thi đấu thứ 6 rồi. Đúng vậy, gấp đôi số trận của TE luôn. Đúng rồi, nhưng mà vẫn đang âm gần bét bảng đến từ chữ GNL. Thật sự thì đây là một trong số những cái giải thi đấu ngay ở trong cái tên thôi, nó là cái chữ race rồi, tức là đường đua. Tức là các đội tuyển họ sẽ thi đấu liên tục để đua với nhau. Thì việc thi đấu theo dạng non stop như này nó cũng là một cái phương án khá là thú vị. Vừa rồi thì DL, một trong số nhân tố mà đối với cá nhân mình làm mới cho đội của team Danawa ngay tức cũng đã có được cái màn thể hiện cực kỳ ấn tượng. Ngày hôm nay vào ngày mà chúng ta nhìn thấy rằng DL cũng liên tiếp có được cho mình đó là những cái con, chính xác là những tình huống xử lý nó cực kỳ tốt. Còn ở đây thì Bobo vâng di chuyển tương đối là hớ hênh để rồi bắt lại bởi Blackwalk. Một tình huống quá hớ hênh đến từ Bobo và Four Angry Men gặp khó. Trước đó thì đã mất HSMM rồi. Và bây giờ Bobo thì chắc chắn là ra đi. Mất tới 2 người đến từ bộ đội hình bên phía team Four Angry Men. Zipinzan cùng với đó NS12 chắc chắn sẽ không cứu lại được người đồng đội của mình. Đang cố gắng để có thể có thêm cho mình những điểm kill đến từ đội hình bên phía team ABL. Mới chỉ có 6 điểm thôi sau 5 map thi đấu. Cực kỳ là khiêm tốn đến từ đội hình bên phía team ABL. Nhưng còn hơn là việc để cho cái số điểm của mình đang âm như những đội tuyển như kiểu Tem, DK, Tai Lu, Ctg, Avg cùng với đó là GNL và đội hình bên phía team Amory Gaming. Đội hình bên phía team Pegopa, một đại diện đến từ Hàn Quốc, cũng đang có cho mình 4 điểm. Nói chung tính đến thời điểm hiện tại trong ngày thi đấu đầu tiên, nếu mà không để âm thì cũng có thể chấp nhận được đến từ một vài đội tuyển. ABL Blackwalk vừa kết thúc đi mạng hạ gục của Bobo rồi. Một điểm kill cộng vào dành cho các player bên phía team ABL. Map thi đấu này thì chúng ta sẽ thấy sự hiện diện của đội hình bên phía team AGG, đại diện duy nhất của Việt Nam thi đấu tại map thi đấu Miramar này. Thế thì AG thì cũng đã có một cái số lượng điểm mà mình nghĩ rằng là không phải là quá tệ. Thế thì họ hoàn toàn có thể có được những cái sự bứt phá, nếu có thể làm tốt với thể mới đây thì cũng phải đòi hỏi là các đội tuyển họ có thể hòa nhập cách nhanh chóng được, sẽ phải có những cái sự thay đổi làm sao có thể phù hợp với một cái lối chơi, một cái cách tính điểm có phần là khác biệt hoàn toàn so với thể thức super cũ. Ở đây thì đối với cả bản đấu thi đấu Miramar, thật sự thì đối với cá nhân mình, việc mà để ý một chút thôi là các đội tuyển, tức là các đội tuyển bị trừ điểm đi, họ thi đấu ở mã số chẵn là phải thi đấu Miramar. Cảm giác như đây là một điều không mấy dễ dàng, vì Miramar em cảm giác là một cái bản đồ thi đấu khó hơn so với cái Iran Gel. Đúng vậy, nó yêu cầu chiến thuật nhiều hơn so với những bản đấu thi đấu khác. Chỉ để bắt cặp với nó lại là một bản đấu thi đấu mang tên là Diego, bản đồ mà giao tranh tương đối là dày đặc. Thì đôi khi nó lại là một cái con dao hai lưỡi, và chưa kể cũng không phải là một cái tình trạng ổn dành cho đội tuyển mà vốn dĩ họ đang phải chật vật kiếm cho mình những cái điểm số đầu tiên. Chúng ta để nhìn thấy rằng không phải đội tuyển nào cũng được thi đấu một, chính xác là không có nghĩa một đội tuyển được thi đấu nhiều trận thì họ sẽ đồng nghĩa việc là có nhiều điểm, đúng. Và thậm chí rằng chúng ta đang nhìn thấy là thi đấu càng nhiều thì cái tỷ lệ bị áo tôm ra nó lại là càng lớn cơ. Đấy, GNL đây. Đúng. 6 trận thi đấu âm 26 điểm, cực kỳ đáng đến từ GNL. Và vừa rồi thì là những cái điểm kill dành cho đội hình bên phía team Danawa. Hiện tại thì Danawa cũng có 70 điểm rồi, cách đội hình bên phía team TE đó là 30, 31. Đấy, bắn Miramar vòng bò nó cứ như thế này đi thì thật sự là rất khó để lên điểm. Và vòng bò tiếp theo chúng ta cũng là một cái cú giật xuống góc 6 giờ của vòng bò cũ. Phần nào đó cũng đang ép cho nhiều đội tuyển ở phía Bắc, đặc biệt là xung quanh khu thành phố Ipala phải đưa ra những cái phương án di chuyển. Một điều không mấy dễ dàng khi mà cái diện tích công trình còn sót lại tại vòng bó thứ hai này nó cũng chả nhiều mấy. Và chưa kể đang là một cái khu vực địa hình mà nó được bao phủ bởi những cái khu vực đồi núi cao. Diễn theo khó khăn như nào chúng ta đã nói về nhiều về họ rồi, còn đây là Pegopa. Một số đội tuyển mà thực tế là họ cũng có những cái điểm sáng nhất định đấy, nhưng cái lối chơi của họ là một cái lối chơi theo kiểu là họ không quan tâm đến việc mình bị trừ điểm, họ chỉ quan tâm đến việc cái kill thôi. Nhưng mà cái việc quan trọng của họ là cái kill thì họ lại không đảm bảo được là mình sẽ có được cái số lượng kill thật sự là ổn qua từng game thi đấu. Còn đây thì Z drive by không được, nhưng mà đối tượng có pha di chuyển là rất khéo. Rex đã học được Z rồi, nhưng em tức Sapao cũng có thể đổi mạng là nhanh, có smoke được trả ra đến từ Sapao để hỗ trợ cho người đồng đội của mình. Tiếp tục là những pha sấy, nhưng mà Sapao đang gặp khó vì Sapao đã bị bắn vào 13 pro. Rất nhiều pha drive by đến từ đến team Kenji, cho dù chỉ với 2 người thôi thì họ đang liếc với sức ép đối với cả AAG. Và khi mà AAG họ còn chưa thể nào hội quân đủ ở đây thì đây sẽ là cơ hội dành cho đội hình của team Gen.G. Mong rằng Tài Còn Văn Nghị sẽ có những cái sự đáp trả nó kịp thời, phát hiện ra đối phương có nết được bồi vào, nhưng liệu quả nết nào sẽ là quả nết chính xác đây khi mà Văn Nghị đã bị đốc vào bởi Adder. Thôi, có lẽ mọi thứ sẽ tan vỡ ở đây chẳng. Bà Pồ đang có những động thái vâng dò xe ở trong khói và húp thẳng vào người của Tài Con. Top 16 rồi AAG. Vâng, rõ ràng là một cái số lượng điểm bị trừ rất sâu, 10 điểm. Họ đang có 27 điểm mà họ bị trừ mất 17 điểm, chính xác trừ mất 10 điểm rồi, nó rất khó để vượt lên. Đáng tiếc dành cho AAG là map thi đấu này họ lại không có bất cứ một điểm kill nào. Tình huống mà giao tranh giữa đồng không mông quạnh và người chiến thắng lại là Gen.G. Có quá nhiều hướng mà đội hình bên cái team AGG phải chú ý tới. Hơi đen dành cho Tài Còn và những người đồng đội của mình. Một cái top 16 hơi đáng tiếc một chút. Quay trở lại với trận thi đấu thì đây là góc máy đội hình bên phía team Gen.G. Adder. Gen.G cũng đang khá là gần đội hình bên phía team D+ kia, cùng với đó là Guangdong Freaks. Ở bên phía trên thì có đội hình bên phía team Amory Gaming. Giao tranh vẫn đang nổ ra khắp nơi. Thì Thunder Fire ran GX bắt đi được đó là Park Pro. Và Four Angry Men cũng bắn vào đội hình bên phía team ABL. Và ABL dừng chân ở cái top 15. Hơi đen dành cho ABL khi mà có tới 2 họng súng nhắm vào. Và lại là một cái top 15 nữa dành cho đội hình bên phía team ABL. Bây giờ thì ABL chỉ còn cho mình đó là con số -1. Rất đen đủi. Ctg đang giao tranh với đội hình bên phía team đó là Gen.G. Hai tình huống mà vị trí Adder có những tên đạn chuẩn xác và Thiên đã gục rồi. Điểm kill dành cho đội hình của bên phía team Gen.G, nhưng bây giờ Adder đã bị Ctg Coco bắt được. Và mất một người đến từ đội hình bên phía team Gen.G. Vâng, Coco đang cố gắng để giải quyết nốt thì đối phương sẽ không gặp khó khăn. Tuy nhiên thì đó là quả nết rất khó chịu đến từ vị trí của Bapo. Coco bây giờ sẽ cần gọi ngay Dương Quá đến để cứu mình. Và có lẽ cũng sẽ là ok thôi, không có vấn đề gì cũng quá lớn nên cho vị trí của Coco cả. Vào nhà đi. Sẽ là vào nhà cho an toàn đến từ vị trí của Coco. Sẽ cứu được vị trí anh chàng Coco đấy thôi. Ctg mất 1, tuy nhiên có 2 điểm kill. Hiện tại Ctg đang có cho mình đó là -2. Còn góc máy này thì đó là góc máy của đội hình bên phía team Tai Lu. Đang di chuyển đến từ Tai Lu với những chiếc xe của mình. Tuy nhiên ở khu vực này là khu vực có tương đối nhiều màu sắc nha. Cả Guangdong Freaks, cả đội hình bên phía team Pegopa. Và vị trí anh chàng đó là Idujasa đang bị đối phương đó là Yumin nhắm vào. Và đừng quên phong độ của Yumin ngày hôm nay đang là rất cao nha. Lựa chọn vào những cái hõm là sự lựa chọn đến từ đội hình team Tai Lu. Và đây cũng là một cái hõm mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng cho dù là có nhiều màu sắc nhưng các đội tuyển họ cũng không có nhiều những cái cơ hội để có thể va chạm với nhau. Khi mà chỉ cần bị lộ diện ra thôi thì hoàn toàn có thể sẽ là tán vỡ hoàn toàn đến từ một đội tuyển. Có P90 đến từ vị trí Salut, nghe được các bên phía của team Tai Lu rồi. Tuy nhiên thì Heaven đã bị bắt tại bởi PO. Như đã đề cập, với những cái khúc hõm như này thì muốn chạy sang những cái hõm thì phải vượt qua những cái đồi. Đúng vậy. Vượt qua đồi thì không khác gì là bia tập bắn dành cho các đội tuyển khác cả. Tuy nhiên thì với những làn khói vẫn có thể cứu lại được Heaven là điều dễ hiểu thôi. Còn đối với cả Change Game, họ cũng đang có cho mình một cái vị trí không khác gì là cam các viên bên phía theo Thunder Fire cả. Four Angry Men còn đó là Zipinzan cùng với đó NS12. Ở đây vừa rồi là một tình huống mà Ctg để mất vị trí chàng Ly rồi. Đó là quả nết của Ranger của đội bên phía team Thunder Fire. Hang to you đã cố gắng bắn trả, tuy nhiên đối phương bắn trả cũng là rất gắt. Chỉ còn lại 27 HP thôi, bắt buộc phải hồi phục đến từ anh chàng Hang to you này. Thunder Fire vẫn còn lại một squad 4 thành viên, 50 điểm, 2 kill tính đến thời điểm hiện tại tại map thi đấu thứ 6. Vẫn đang là ổn dành cho đại diện đến từ Thái Lan. Còn đây là màn hình đến từ GNL. Đã mất một người đó vị trí của anh chàng Roy rồi. Và bây giờ Hammer cũng bị knock out. Pesicle Road là người bắn vào và ngay lập tức confirm đi vị trí của anh chàng Hammer. Và có vẻ như cái hành trình của GNL tại SOOP PUBG Raid ngày thi đấu đầu tiên cực kỳ trông gai. Chỉ còn lại 2 thành viên thôi. Vị trí của anh chàng Neon đang cố gắng bắn gục đi một người của Tem rồi, đó là Esquelucia. Và ở dưới anh chàng này còn một người nữa. Tuy nhiên bây giờ Neon cũng bị knock out. Đó là những tình huống bắn vào của anh chàng Summer của Pesicle Road. Cực kỳ đen đủ dành cho GNL. Góc máy này thì Guangdong Freaks đang giao tranh với đội hình bên phía team Amory Gaming. Heaven đã gục rồi. Liên tiếp là những tình huống giao tranh nhỏ lẻ diễn ra khắp nơi trên bản đồ. Map chiến đấu Miramar của chúng ta đang được đẩy lên với tốc độ rất cao. Four Angry Men cũng giao tranh với Amory Gaming. Và đó là những chiến thắng dành cho đội hình bên phía team Four Angry Men. Khi mà họ cũng đã có cho mình một vài điểm kill của đội hình bên phía team Amory Gaming. Nhưng bây giờ là tình huống bắn trả đến từ đội hình bên phía team Amory Gaming và Four Angry Men. Tuy nhiên, nó là không ăn thua. Một cái top 13 dành cho đội hình bên phía team Amory Gaming. Vâng, đúng là cuộc đua cho cái vị trí âm nhiều nhất thì vẫn đang là rất căng thẳng giữa GNL và cả Amory Gaming. Hai bên đều đang âm 26 điểm rồi, nhưng số lượt trận thì rõ ràng là nhiều hơn đến GNL. Còn đối với Guangdong Freaks ở đây thì họ sẽ không muốn dừng lại cuộc chơi sớm đâu. Pesicle Road thì đã bị trừ điểm ở vị trí top thứ 12, chỉ còn lại là 22 điểm mà thôi. Thật sự với cái chế độ trừ điểm này nó cũng sẽ khiến cho nhiều đội tuyển họ cảm thấy tương đối là xa lạ. Thậm chí việc chính xác là với cương vị là người bình luận như bọn mình nói rằng là cố gắng sinh tồn để cày điểm hạng đến với cái thể thức này thì nó sẽ không còn xuất hiện nữa. Đúng vậy, nó không thật sự là đúng lắm. Nó cố gắng là không muốn bị trừ điểm thôi. Nó chỉ xích tồn để không bị trừ điểm. Nhưng đây là tình huống bắn Thunder Fire rất chi là khó chịu đến từ chia Thunder. Vâng, cả địch lẫn ta đều phải nằm xuống nhưng không sao cả. Họ vẫn có thể cứu lại được những người đang bị knock out thôi. Đi plus kèo đang gặp khó 2 đấu 2. Và timing cũng đã xuất hiện. Và bây giờ thì đi plus kèo xử lý như thế nào đây? Có nết ném vào nhà máy nhưng lượng sát thương không phải là quá nhiều. Nhưng cưới quả nết của Guion này thì có thể sẽ khiến cho bên phía team Chém họ gặp những sức ép. Equilibria nhìn thấy đối phương nhưng ở gầm xe vẫn chưa phát hiện được rằng có người. Nhưng timing đẩy ra là sai đến từ vị trí Equilibria. Và đó là thêm 4 điểm kill dành tặng cho Dipluskia, nhưng họ đang liên tiếp ăn phải những cái phát đạn đến từ đỉnh GNL. Nào đang muốn bắn trả sau khi hồi phục xong cho mình cái phớt. Đây sẽ là cái thời điểm mà tôi nghĩ rằng là bên phía Dipluskia họ cần tập trung cứu người thay vì là cố đấm ăn xôi. GNL chỉ còn lại một mình vị trí ánh sáng Stella thôi. Và Stella di chuyển đang vào giữa lòng địch, đó đội hình bên phía team Pegopa. Nhiều khả năng thì đội hình bên phía team GNL cũng sẽ phải dừng chân sớm. Vẫn chưa có bất cứ một điểm kill nào đến từ đội hình bên phía team GNL nha. Và chắc chắn là nếu mà bị nằm xuống sớm đến từ Stella với cái top 9 thì sẽ là âm 36 điểm đến từ đội hình bên phía team GNL. Một con số mà để gỡ gạc được thì nó cũng cần tốn rất nhiều thời gian. Và Pegopa thì cũng đang có giao tranh. Đây rồi, vị trí anh chàng Stella đã dừng lại và đó là GNL top 9. PO của đội hình bên phía team Pegopa đã bị vị trí anh chàng Xtong bắt được. Và liên tiếp là những cái giao tranh đang xảy ra. Tuy nhiên thì PO, người confirm đi anh chàng này lại là một tuyển thủ khác. Đó là đội hình bên phía team AVG. Bây giờ thì vòng bò sẽ bắt đầu thu vào thôi. Sẽ là vòng bò tiến đến khu vực nào đây? Khi mà ở dưới phía nam thì chúng ta nhìn thấy rằng là không có một bóng dáng của một người chơi nào cả. Đội hình team Danawa họ đã quản được cho mình vị trí vòng bó rất đẹp. Và bất ngờ thì vòng bó tiếp theo nó cũng giật về góc 6 giờ. Lại có lợi dành cho đội hình về phía team Danawa rồi. Đúng vậy, Danawa bắn thì đúng theo một cái phong cách là họ sẵn sàng là cày kill luôn. Chúng tôi chơi để đối phương bằng số trận. Tuy nhiên thì nếu như bảo là một đội tuyển nào họ phải chơi bằng chiến thuật cờ kill và tính số trận thì sẽ là một cái bài toán mà cá nhân em nghĩ rằng là khá phức tạp đấy. Bởi vì như chúng ta đã biết rồi, các đội tuyển mà ở nhóm không bị trừ điểm thì họ sẽ được chơi số trận ít hơn. Còn những đội tuyển nào bị trừ điểm thì họ sẽ chơi nhiều hơn. Đúng. Nhưng làm sao mình có thể vừa cân đối giữa việc bị trừ điểm mà lại có được cho mình nhiều kill, đôi khi nó lại phải là một vài những cái sự tính toán nhất định. Bởi vì nếu như bảo là cứ đua theo cái dạng gọi là mỗi trận đều đạn 4 kill sau đó thì là 12 điểm dương 2 thì rõ ràng là không đua được vô địch. Đúng vậy, không thể đua được vô địch. Không hề ăn thua với cái lối chơi đó. Đúng vậy. Four Angry Men chỉ còn lại anh chàng NS12 thôi và chắc chắn sẽ gục xuống ngoài vòng bò. Top 8 đã có chủ rồi. Và để xem nào. Đây là góc máy của đội hình bên phía team D+Kia, một squad 3 thành viên, 6 kill tính đến thời điểm tại dành cho đội hình bên phía team D+Kia. 18 điểm cầm về. Khá là ổn. Bây giờ thì D+Kia đã có cho mình cái hiệu số dương rồi. Đó là dương 14 đến từ D+Kia sau những map thi đấu trước đó tương đối là không thành công, nhưng ở đây anh chàng Xtong bắn gục đi được vị trí anh chàng Minuda rồi, liên tiếp là những tần đạn đến từ Xtong và Tai Lu bây giờ cũng chỉ còn 2 nha. Nhưng Xtong vừa confirm đi vị trí của Minuda nhưng ngay lập tức Xtong nằm xuống dọng súng của Giang Wu. Có vẻ như tàn vỡ dành cho đội hình bên phía team Tai Lu rồi khi mà bây giờ chỉ còn lại một người mà thôi. Đám quân Kia thì chính xác là D+Kia thì cũng chả khá khẩm hơn, chỉ còn lại một mình anh chàng Giang Wu. Ion thì cố gắng về với vòng tay của người đồng đội của mình. Có vẻ như sẽ cứu được, nhưng đây sẽ là những quả nết đến từ đội hình của bên phía team Pegopa và Yang Wu. Không qua nổi khỏi quả nết vừa rồi và đó là D+Kia dừng chân ở vị trí top 7 với 6 điểm kill. May là không bị trừ điểm, bởi vì nếu là 6 điểm kill là 7 điểm kill. Vâng, 73 đã 21 rồi. Họ vừa mới gọi là từ âm chuyển dương. Còn ở thì Coco đang chờ. Coco hình như phát hiện. Ui, Coco nằm rất là ảo. Vâng, từ đã, nằm ở đâu đây? Vâng, nằm ở ngay cạnh cái máy cày. Chính xác là một cái con xe ô tô tải. Nhưng mà bên phía team Thunder Fire lại không hề biết đến Coco đang ở đây. Ảo thật sự với tình trốn đến từ Coco. Vâng, ban tổ chức có thể cho tôi xem cái phục trang của Coco được không ạ? Một cái phục trang nào đó mà có thể gọi là rất bình thường mà. Trông rất bình thường. Bây giờ thì đó sẽ là mạng dành cho Coco. xử lý là rất gọn gàng, chọn góc lá khéo. Và giờ thì Coco có thể làm đôi thế này. Coco đang cố gắng để có thể bắn tên, nhưng có vẻ như cái lượng đồ đạc cũng đã khiến cho Coco gặp đi rất là nhiều những sức ép. Quả nét của ta Panopong là đủ để hạ gục được trên the game. Những nỗ lực đáng khen của Coco thôi thì cũng kiếm được thêm 3 điểm là quý giá rồi. Four Angry Men ngay lập tức cũng đã đâm xuống cái màn NS12, cũng không để trụ lại nó quá lâu. Danawa đứng trước cơ hội để có thể đem về cho mình đó là lần ăn gà. Thậm chí họ còn thoải mái đạp xe long quăng ở giai đoạn vó thứ 6. Một thế trận mà lãi người quá lớn, 4m, 3m2 chỉ lại 9 player mà thôi. Và bên phía Pegopa thì họ cũng đang đưa ra những phương án của mình để có thể đi vào bò, họ cũng không gặp quá nhiều sức ép. 4v, 3v2, Thiên Thần Phai còn 5, Pegopa còn 2 và Danawa là người có lợi nhất. 4 player còn sống. Đã có 6 điểm kill dành cho Danawa rồi. Và đây vị trí của anh chàng Hikari đang khai thác vào đội hình bên phía team Pegopa. Một khu vực công trình nhỏ nhỏ để Pegopa có thể dừng chân. Tuy nhiên thì cũng sớm rồi, Pegopa sẽ bị bắt lại. Đây là một góc gần như là góc chết dành cho bộ đôi còn sống cuối của đội hình bên phía team Pegopa rồi. Một cái top 3 dành cho Pegopa 200. Thế lần Phai vẫn đang di chuyển. Đây là vị trí của anh chàng Flucky. Loki đang thoải mái lút cho mình hòm thính. Có một khẩu P90, một khẩu súng cực kỳ mạnh. Thiên thời địa lợi nhân hòa đang hoàn toàn ủng hộ đội hình bên phía team Danawa. 6 điểm kill, 73 điểm tính đến thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã có thông tin, chính xác là có những cái hình ảnh của trận thi đấu thứ 7 rồi. TE cùng với Cerberus sẽ thi đấu, cùng với đó là Unicorn Cyber Esports. Tuy nhiên quay trở lại với trận thi đấu thứ 6 đây đã. Trận thi đấu thứ 6 vẫn chưa kết thúc, nhưng trận thi đấu thứ 7 đã nổ ra. Đúng là một cuộc đua đầy khắc nghiệt. Vâng, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là với đội tuyển đang có cái API màu trắng, tức là game thi đấu của họ cũng đã diễn ra rồi. Game thứ tư của TE đã xuất hiện, và liệu rằng họ để cán đích được cái mốc 150 điểm sau khi kết thúc game thi đấu thứ tư này không đây. Nếu như thế thì rõ ràng là một cái bộ chỉ số hay thậm chí là một cái thể thức tính điểm đang rất có lợi dành cho đại diện đến từ Việt Nam. Cái đồ biết thế nào không? Nếu mà hôm nay mà một phát TE làm phát top 1 ở trận thi đấu thứ 7 xong rồi thêm một cái top 1 nữa. Không được. Nó phải đợi ngày mai. Phải đợi ngày mai, bắt buộc phải đợi ngày mai đúng không? Ngày mai. Thế thì nhanh quá đúng không? Đúng rồi, nếu thế thì nó nhanh quá, và thực tế thì ban tổ chức họ cũng đã dự tính được cái điều này rồi. Họ cũng không muốn để cho các đội tuyển ví dụ như kiểu TE chẳng hạn, họ đã có cho mình 2 top 1 này, và trận nào cũng kiếm đâu đó khoảng tầm 10 kill đổ lên thì rất khó để một ai đó có thể đả bại được đội tuyển này. Bây giờ quay trở lại với những diễn biến được diễn ra. Danawa Esports và Thunder Fire 4v3. Về vị trí thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là bên phía team Danawa họ cũng khá là từ tốn, không có sự vội vàng. Để có thể tiến đến cho mình đó là những vị trí đẹp hơn. Còn Thunder Fire thì họ cũng chả có một chút những lượng thông tin nó quá rõ nét. Bây giờ thì DL còn phát hiện ra đối phương cơ có một tình huống bắn tốt từ Ironix, và sau đó sẽ là những quả nét được bồi vào đến từ đội team Danawa. Nhưng tạm thời thì quả nét đến từ GL chưa thực sự là quá tốt. Với cái lối chơi góc nhìn thứ 3 này thì sẽ khiến các tuyển thủ phải nằm khá nhiều để tránh bị lộ thông tin. Di chuyển có phần sẽ phải lắt léo hơn một chút. Và những quả đồ được trả ra theo dân pha thì nó cũng đang dần dần rơi vào cái trạng thái là cạn kiệt. Họ bom blue zone này rồi zone nào đối phương ra, nhưng một mình Ionix vẫn đang tự tin quấy phá. Và một khi đã bị ép vào trong thời gian này thì theo dân pha cũng không có nhiều cái cơ sở để họ có thể nghĩ về một trận thi đấu top 1. Còn tương đối là ít đồ đến từ đội hình của bên phía team Thunder Fire. Trong khi Danawa, vị trí anh chàng DL còn tới 5 quả smoke. Đồ đạc đầy đủ như thế này gặp khó dành cho đội hình bên phía team Thunder Fire rồi. Vị trí anh chàng DL là người chơi cao nhất trên hàng tấn công của đội hình bên phía team Danawa. Xem nào. Cùng lúc đó thì chúng ta cũng có thể theo dõi thêm một vài cái diễn biến tại trận thi đấu thứ 7. Nhưng quay trở lại với trận thi đấu thứ 6 đã. Liệu rằng đội hình bên phía team Danawa có cho mình một lần ăn gà hay không đây? Một cái top 1 đồng nghĩa với việc có cho mình con số là 10 điểm cộng vào thêm, cùng với đó là $1.000. Nhưng đây rồi DL đã bắt được cho mình đó là một người chơi đứng lẻ, nhưng bản thân DL cũng không thể đổi được thêm. Nhưng như vậy cũng đã là những lợi thế rất rõ nét dành cho đội hình của team đó là Danawa rồi, khi mà Patapong cũng đã bị hạ gục bởi đó là Hikari. Một mình Ranger X đang cố gắng trả ra nốt cho mình những cái quả đồ để có thể hỗ trợ cho những người đồng đội bị knock out. Nhưng mà Loki với khẩu P90 đấy thì đâu càn quét đến đấy, và đó sẽ là top 1 dành cho